It's good to have this opportunity to tell you about Anna's progress in class during the course. Thầy rất là vinh hạnh khi mà có thể được nói về tình hình học tập của Thảo Na trong khóa học vừa qua. Anna is a very cooperative and enthusiastic student. Thảo Na là một bạn học sinh rất là biết hợp tác và cũng như là rất là nhiệt tình. She is very thoughtful and builds a good understanding of new work quickly. Thảo Na thì rất suy nghĩ rất là tốt và có thể hiểu được từ vựng rất là nhanh. Anna shows that she is grasping new work well and is quick to apply her understandings. Thì Thảo Na có thể cho mọi người thấy được là mình nắm bài mới rất là tốt và có thể hiểu được rất là nhanh. Through her willingness to answer questions and become involved in class discussion. Và cái việc hiểu nhanh đó được thể hiện thông qua việc là Thảo Na luôn trả lời và luôn tham gia vào các hoạt động thảo luận trong lớp. She had trouble with some of her structure during the speaking test. Thì trong phần kiểm tra nói vừa rồi thì Thảo Na có gặp một chút khó khăn trong cái phần cấu trúc câu. Especially using the correct articles and remembering her S endings with many plural words. Đặc biệt là ở cái phần sử dụng những cái mạo từ như là the và cũng như là quên phát âm đuôi S ở những cái từ số nhiều. Xin cảm ơn.